Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bỏ sai kỹ trang cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Kênh Đào Hồ Giang ạ. Giờ hôm nay thì em quay trở lại với nhà của bác Sơn ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Cần Thơ. Xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai vàng với lại phôi tứ quý và hàng bonsai sai đủ kiểu đủ dáng luôn cô chú anh chị ha. Giá thì từ vài trăm cho tới một vài triệu ạ. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ bác Sơn, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ con xin chào bác Sơn ơi. Bác Sơn chào cho Phương. Hồng Sơn cũng thân ái chào tất cả các bạn. Hôm nay là Hồng Sơn, bữa nay là ngày 22. Dạ. Hồng Sơn quay cái clip mới nha các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Kỳ này có số cây mình tuột giá dữ lắm nha. Qua cái bán rồi chắc tuột áo đó nha các bạn. Mở số 1. Dạ. Cây này cây mai vàng nha các bạn. Mã số 1, phôi mai vàng quái nha cô chú chị ha. Bạn này chơi để trên bàn, cây này gọn lắm. Quỳnh thân đây là 15. Dạ. Nó gom một cục đế luôn nha cô chú anh chị. Một cái củ này nó chiều dài là 16. Quá trời. Cao là 21. Kính bầu là 30. Mã số 1, ngày 22. Các bạn xem kỹ nha, cây này nó quái lắm, bạn nào chơi trên bàn. Cây lúc này giá cả tùm lum lắm các bạn ơi. Các bạn nếu mà thấy nó không hợp lý thì các bạn nhớ mặc cả cho mình nha. Nếu mà thích mua thì có thấy cái giá không hợp lý thì các bạn mặc cả để mình biết giá lúc này nó hỗn độn lắm. Dạ mã số 1, 1.200.000 nha cô chú anh chị. Ô, 2. Dạ mã số 2, gốc tứ quý nha các bạn. Cây này nó lùng lực lắm cô chú anh chị nha. Lùng lực sắc lớn luôn ha cô chú anh chị. Mã số 2. Dạ. Cây tứ quý. Các bạn xem kỹ nha, Hồng Sơn ảo thuật nha. Hoành thân đây là 42. Dạ. Chính xác là 42 các bạn. Dạ. Chiều cao là 46. Kính bầu là 54. Cây mã số 2, cây tứ quý có giá là 4.500.000 nha các bạn. Dạ, dáng siêu siêu, nó dốc cây nở hậu luôn hết cô chú anh chị. Ở đây nó có chạy miếng nha cô chú anh chị ha. Đế đều nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 3 nha các bạn. Dạ mã số 3. Cây này đâm thuộc từ lúa mã số 3, cái cây này người ta ghép cỡ cả chục năm rồi nghe các bạn nè. Dạ. Mà nếu ghép thì chắc là hồi đó là chắc giảo luôn. Dạ. Thế ghép thì bông bự rồi đó. Gốc tứ quý. Gốc là tứ quý nha các bạn. Dạ. Cái bo ghép mai vàng này nó bự hơn cái tứ quý luôn rồi cô chú. Nó ghép cái cục này nè. Đây là mai vàng mà. Mà cái này không biết ta ghép giảo thì chắc là giảo thôi, hồi xưa trước là giảo chứ không có gì. Quỳnh thân đây là 21. Chiều cao của cây nó là 25. Dạ. Cái này mình bán luôn cái chậu nha các bạn. Chậu đường kính nó là 40. Gốc thứ quý nha các bạn ơi. Gốc này nó còn đế dưới nữa, mình không có bư. Mình không có mồi cái ghế à. Giá là 1.300.000 nha các bạn. Dạ, gốc thứ quý. Ba. Số 4. Dạ mã số 4, một phôi mai vàng hàng quái nha cô chú anh chị. Gốc mai vàng nha các bạn. Dạ, cây này có co lắc rất là chắc luôn á cô chú. Đế đi một bệ đế luôn cô chú anh chị nha. Xem vô cái đi. Dạ. Nè các bạn xem kỹ nha. Cái cây này dạ. Nó ngộ. Mình mới mua về làm không kịp đó các bạn. Hình như nó còn đen phùi á. Công ghế nó cuộn tròn luôn cô chú anh chị nha. Cây này có giá là 2.200.000, cây mai vàng nha các bạn. Vàng đế nó dữ dằn vậy đó. Bạn nào chơi cây này thì thấy cũng hay hay. Bạn nào chơi muốn gọn nữa có thể bạn cắt ở đây này trừ hai này thôi. Dạ. Yeah.
Bình thân của cái cây chính ở đây là 15. Dạ rồi. Ở đây nó có cái tượng quéo các bạn thấy. Bạn nào chơi thì cây này mình thấy đựng tiếc nha. Có giá là 2,2 triệu nha các bạn. Chiều cao là 31. Kính bầu là 38. Cái chiều này là cả gan rồi các bạn. Chiều cái cũ rồi. 18. Dạ. Các bạn thấy nó đều gan hết trơn ha. Đấy là nguyên một bè cứng ngắc luôn á cô chú anh chị. Cây mã số 4 có giá là 2,2 triệu, cây mã già nha các bạn. Dạ, mã số 5. Còn em tứ quý lùng lực hết cô chú anh chị. Cũng là cây tứ quý nha các bạn. Dạ, cái này dáng siêu siêu đó, đã đâm tuột luôn rồi cô chú anh chị nha. Quỳnh thân đây là 35. Dạ. Nghĩa chân nha các bạn, 35 đó. Cao là 49. Kính bầu là 48. Nó đâm mục rồi các bạn ơi. Bán ế, bán chậm quá các bạn. Nó đâm mục rồi đó. Mặt cắt cái nhựa dung trùng luôn rồi cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Cũng là gốc thứ quý nha các bạn. Cây này một cốt phong cao nha cô chú anh chị. Dạ, chia cành thì đóng tứ diện luôn ạ. À. Quỳnh thân đây là 26. Dạ. Này các bạn xem nè. Đế cũng khá là đều nha cô chú anh chị ha. Chiều cao là 91. Cái tàn dù nó tròn lắm nha các bạn. Kính bầu là 48. Gốc tứ quý mã số 6 có giá là 1,6 triệu nha các bạn. Dạ, 1,6 triệu nha cô chú anh chị, mã số 6. Phong cao. Các bạn có thể cắt bỏ rễ này, nó loại rễ bự trong này ra mà nó đều lắm các bạn. Dạ. Đợi mình tiếc mình để đó. Dạ. Mã số 7 cô chú anh chị nha. Gốc tứ quý nha các bạn. Đẹp lắm nha các bạn. Dạ, cây này có cốt cài sẵn luôn hết cô chú anh chị. Cốt cài đầy hết á. Đế thì 24 giờ luôn à. Quỳnh thân vị trí này là 21. Dạ. Tổng chiều cao là 40. Cái đế sởm nó lên là 17. Kính bầu là 44. Nè các bạn xem kỹ nè, đẹp lắm à. Đế đều tứ diện luôn nha cô chú anh chị nha. Mã số 7 có giá là 1,9 triệu nha các bạn. Dạ. Dạ rồi. 8. Dạ, mã số 8. Cây lùng lực sắc lớn luôn nha cô chú anh chị. Cây này xấu nha các bạn. Dạ. Mã số 8 có giá là 680. Dạ. Quỳnh thân đây là 28. Cao là 32. Kính bầu là 40. Mã số 8 có giá là 680 các bạn, cũng là gốc tứ quý. Cây lùng lực hay sắc lớn nha cô chú anh chị. Nó lùng mà nó lực nha các bạn. Dạ rồi. Dạ, dạ mã số 9. Một cây bonsai đế xỏm nôm nha cô chú anh chị. Rút tứ quý nha các bạn ơi. Dạ. Cái này nó cũng quái quái lắm nha cô chú anh chị, có cốt cành sẵn luôn nha, về mình ghép mau chơi đúng không ạ? Có hai cái mặt hẹo nha cô chú. Kéo nhựa hết rồi các bạn. Dạ. Đế xỏm là 21. Tổng chiều cao nó là 34. Kính bầu là 32. Cái quỳnh thân nó là 12. Dạ. Nè các bạn xem.
mặt cắt đang kéo dựa mạnh luôn cô chú anh chị nha. Cái thẻo này là nó từ cái cốt lớn này nè, nó lên đây nè các bạn, nó dính luôn cái này nè. Đây là nó dính luôn cái này, nó kẹp đây. Giờ cái này nó không ảnh hưởng gì về cái cây này lắm nha các bạn. Có giá là 1,6 triệu nha các bạn. Dạ mã số 10. Cây này nó cũng quái quái lắm cô chú anh chị nha. À, một phôi mai vàng luôn ạ. Cây này cây mai vàng á các bạn. Dạ. Có cái củ đế cho cây số 10. Có giá là 1,5 triệu thôi các bạn. Dạ, cây này mình tán cái thân trên này cho dáng đổ ok á cô chú anh chị ha. Nó quái. Dạ. Quỳnh thân ở đây là 18. Dạ. Tổng chiều dài cây là 45. Các bạn thấy cái quéo này dài đó. Chiều dài của cái bầu là 39. Cây này các bạn vô chậu hình oval á. Chủ nhật gì cũng được. Cây số 10 có giá là 1,5 triệu nha các bạn. Dạ 1,5 triệu phôi mai vàng nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Đẹp. Dạ. Mã số 11. Mã số 11 nha các bạn. Gốc này cũng tứ quý nha các bạn. Dạ mã số tứ quý. Cây lùng lực luôn cô chú anh chị nha. Có rễ chịu phía trước luôn nha cô chú anh chị. Quỳnh thân đây là 20. Dạ. 8. Đế sổng nó lên là 22. Tổng chiều cao là 34. Dạ rồi. Nó nằm dài là 40. Dạ đế khá là đều nha cô chú anh chị ha. Kính bầu là 45. Mã số 11, cây tứ quý có giá là 2,9 triệu nha các bạn. Cái này cũng rễ lực lực không mà cô chú anh chị nha. Cái này nó có rễ mồi trong à, mà mình tiếc để sau này các bạn vô chậu có thể ốp này lên. Mình tiếc. Dạ rồi. Dạ mã số 12. 12 cũng là tứ quý nha các bạn. Cây này nhỏ gọn luôn á cô chú anh chị ha. Mà cắt ra kéo nhựa dung trùng luôn nha quý cô chú. 12 gốc tứ quý nữa các bạn. Đế lực luôn à. Quỳnh thân là 25. Dạ. Cao là 26. Dạ rồi. Cái rễ nó nằm dài nó là 30. Kính bầu là 37. Mã số 12 có giá là 690, gốc tứ quý nha các bạn. Dạ, 690.000 nha các bạn. Dạ rồi. Dạ mã số 13 nha cô chú anh chị. Cây bonsai mini nhỏ gọn dễ chơi. Cũng là gốc tứ quý nha. Đế khá là đều luôn hả. Quỳnh thân ở đây là 21. Dạ rồi. Cao nó là 24. Kính bầu nó là 34. Cây mã số 13 tứ quý có giá 650 nha các bạn. Dạ nhỏ gọn dễ chơi. Cây này dễ chơi, cái thân nó dễ chơi. Mà cắt kéo nhựa mạnh luôn á mấy cô chú anh chị. Mấy cây này mình bán hơi chậm, kéo nhựa mạnh lắm các bạn. Dạ 650 mã số 13. Dạ mã số 14. Cây lùng lực sắc lớn luôn nha cô chú anh chị. Cây này là gốc mai vàng nha các bạn. Dạ. Nó vàng tới cây vỏ luôn. Cây mai xù nha các bạn. Hoành thân đây là 39. À, nó sụ rồi các bạn. Nó đâm mục rồi. Nguyên bệ đế não luôn nha cô chú anh chị nha. Tổng chiều cao là 38. Kính bầu là 52. Dạ. Cái này gốc mai vàng á các bạn. Nó vàng tới dài cây luôn á. Dạ, cây lùng lực sắc lớn đang đâm mục xanh xanh hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cây mã số 14, cây mai vàng có giá là 2,9 triệu nha các bạn. Dạ rồi. Dạ, mã số 15. Ông à. Ông.
Uống gì đâu mới uống, không chưa uống đâu, uống kìa. Dạ được rồi. Uống đi. Cái này lùng lực lắm nha cô chú anh chị. Mai vàng nha các bạn. Dạ, đế đặc sệt luôn nha cô chú. Cây này có giá là 1,2 triệu. Quỳnh thân là 14. Dạ. Hoành cái của cái cục đế ngay chỗ này là 47 nè các bạn. To lắm. Ừ. Ép chậu bonsai chơi ok nha cô chú anh chị. Cái này để vô cái chậu gọn lắm. Cao là 23. Dạ. Kính bầu là 36. Cây mã số 15, cây mai vàng có giá là 1,200,000. Nó già quá, nó không dâm me hết trơn rồi cô chú anh chị ha. 1,200,000. Cái nhựa dữ lắm rồi các bạn. Dạ rồi. Cây mạnh. Cây tứ quý nha các bạn. Dạ. Em này cũng nhỏ gọn nha cô chú anh chị. Cây này có giá là 590. Dáng siêu siêu và thân lắc nữa cô chú anh chị nha. Quạnh thân đây là 23. Dạ. Cao là 29. Kính bầu là 36. Cây mã số 16, cây mai tứ quý có giá 590 nha các bạn. Cây này mà cắt cái nhựa mạnh luôn cô chú anh chị nha. Dạ. Mã số 17. Em này cũng dáng hơi siêu siêu mà cũng nở luôn á cô chú anh chị. Cây mai vàng nha các bạn. Cây nào nặng mới để đi lát lăng nha con ơi. Cây này có giá là 250 nha các bạn. Hoành thân đây là 26. Dạ. Tổng cao 31, kính bầu là 33. Dán hơi siêu mã số 17 có giá là 250 cây mai vàng các bạn. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cây bonsai nhỏ gọn mini nha cô chú. Cũng là gốc mai vàng các bạn. Quỳnh thân đây là 22. Mấy tỷ á. Cao là 26. Nó bự lắm. Kính bầu là 34. Dạ. Cây mai vàng có giá là 250 nha các bạn. 250.000 nha cô chú chị nha. Dạ mã số 19 nha cô chú anh chị. Cây tứ quý nha các bạn. Cây này cũng hoành to sắc lớn luôn á. Ừ bỏ mùi vẽ ra trà nó con. Vô quá mang đi nhà. Mà cắt cái nhựa mạnh luôn rồi cô chú anh chị nha. Cây này mạnh lắm các bạn. Hoành thân đây là 36. Dạ. 36, chiều cao là 61. Kính bầu là 49. Trời thương. Qua mưa. Mã số 19 có giá là 3,200,000 nha các bạn ơi. À, cây này đế cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Gốc tứ quý nha các bạn. Dạ, 3,2 triệu mã số 19. Thân nó dặn cây mà cốt cành có nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. 20. Dạ, nó đi còn để đi. Mã số 20. Cây mai vàng. Cây trực cốt cành trực luôn nha cô chú anh chị. Cây này đâm tuột ú nu luôn rồi cô chú anh chị ha. Hoành thân đây là 21. Dạ. Cốt đều lắm các bạn. Chiều cao là 50. Kính của cái chậu là 30. Cây mã số 20 có giá là 350 các bạn, cây mai vàng. Dạ, cây này mình ghép mau chơi lắm nha. Cây này vàng đế nó nằm sâu dưới này nè các bạn, nằm sâu dưới này. Dạ. Khá sâu đế. Tại mình trồng mình kia mình đắp nó hơi cao. Dạ rồi, mã số 20, 350. Mã số 20 là mã số cuối của ngày hôm nay. Dạ. Có giá là 350 nha các bạn. Vậy hết luôn rồi đó hả? Hết luôn rồi hả? Dạ. Vậy thì các bạn nhớ ủng hộ mình khá khá chút nha. Dạ. Lúc này hết tiền rồi các bạn. Dạ rồi. Dạ em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị nha.